Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga, và mở đầu bản tin hôm nay là một bản tin từ Everest. Kính thưa quý vị, cụ Tamae Watanabe, 73 tuổi người Nhật, vừa trở thành người lớn tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Everest. Đáng chú ý ở đây là lần thứ hai bà lên đến nóc nhà của thế giới sau khi từng là phụ nữ lớn tuổi nhất lên đến đây 10 năm trước. Leo núi là một môn thể thao mạo hiểm đang được rất nhiều bạn trẻ trên thế giới ưa thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thể lực, bản lĩnh và kinh nghiệm để leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest. Không ít nhà leo núi đã bỏ mạng vì cái lạnh thấu xương và bầu không khí rất loãng ở độ cao hàng nghìn thước so với mực nước biển. Thế nhưng cuối tuần qua, cụ bà 73 tuổi, Mate Watanabe, người Nhật, đã chứng tỏ tuổi tác không thể ngăn cản bước chân của những người thực sự dũng cảm khi leo lên ngọn núi cao nhất thế giới. Cùng đi với bà còn có 4 thành viên khác. 10 năm trước, bà Watanabe từng được vinh danh là người phụ nữ lớn tuổi nhất chinh phục đỉnh Everest cao 8.850 thước. Nhưng với thành tích mới này, bà khiến ngay cả các đối thủ nam cũng phải bái phục. Hiện kỷ lục người lớn tuổi nhất chinh phục nóc nhà thế giới đang thuộc về cụ ông Min Bahadur Sojan, người Nepal. Năm 2008, ông đã lên đến đỉnh dù đã ở tuổi 76. Đại diện Hiệp hội những nhà leo núi Trung Quốc Tây Tạng ở Nepal cho biết sức khỏe của toàn bộ đoàn leo núi đều rất tốt sau khi lên đến đỉnh. Bà Watanabe cùng cả nhóm đã đóng trại ở độ cao 8.300 thước khi dốc sức leo suốt đêm để lên tới đỉnh cao nhất vào sáng hôm sau. Rất may mắn là điều kiện thời tiết thuận lợi đã giúp cuộc hành trình bớt khó khăn, bởi từ đầu năm cho đến nay nhiều đoàn buộc phải bỏ giữa đường. Và kính thưa quý vị, tin từ Thượng Hải, một người phụ nữ giống như nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã được đưa đến Thượng Hải để gặp gỡ người dân Trung Quốc tại một trung tâm mua sắm địa phương trước đại lễ kim cương kỷ niệm 60 năm lên ngôi của người đứng đầu hoàng gia Anh. Nữ hoàng đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại khu mua sắm tên gọi của Trung Quốc là Denning trong khuôn khổ các hoạt động mừng đại lễ kim cương và cũng nhằm thúc đẩy du lịch tại Anh trong năm 2012. Rất đông người dân địa phương đã tụ tập tại trung tâm mua sắm để chào đón nữ hoàng. Đông đảo phóng viên báo chí cũng có mặt để đưa tin về sự kiện này. Để tạo không khí giống xứ sở sương mù, đám đông vẫy quốc kỳ Anh cũng được xem một buổi biểu diễn có tham gia của một ban nhạc nhái phong cách của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ kỷ niệm 60 năm lên ngôi vào tháng 6 này. Sự kiện này sẽ được đánh dấu bằng một loạt như những buổi hòa nhạc tại cung điện Buckingham, lễ rước lớn qua các đường phố ở London và lễ rước thuyền dọc sông Thames. London cũng là chủ nhà của Olympic vào mùa hè này và các đơn vị lữ hành Trung Quốc đang đẩy mạnh các chuyến du lịch tới Anh Quốc trong năm nay. Và kính thưa quý vị, cũng tin từ London, mô hình Lego của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, đội vương miện nạm kim cương sẽ được trưng bày đúng vào dịp lễ kỷ niệm kim cương 60 năm trị vì của nữ hoàng. Hình xếp cao 10cm đã được trưng bày cho công chúng thưởng lãm tại công viên chủ đề Legoland ở Windsor, chỉ cách tòa nhà điện Windsor yêu thích của nữ hoàng vài dặm. Hình xếp Lego mô tả vì nữ hoàng mặc áo trắng, choàng một dải băng xanh và có những kim cương thật nạm trên chiếc vương miện ngự trên những ngọn tóc hoa râm của bà. Ngoài ra, trong công viên còn có hình Lego mô hình cung điện Buckingham ở công viên. Được biết, đây không phải là lần đầu Lego mô tả nữ hoàng và các thành viên hoàng gia Anh Quốc. Công ty đồ chơi Lego đã không bỏ lỡ dịp đám cưới hoàng gia năm 2011 và tạo ra các hình hoàng tử William và tân nương Catherine, nữ công tước xứ Cambridge, cùng với nữ hoàng đội mũ và mặc một bộ đồ màu vàng ngà. Hình Lego nữ công nương Catherine không mang bất kỳ trang sức nào, nhưng chiếc váy cưới của cô gắn hoa. Hoàng tử Harry cũng được Lego mô tả với hình xếp được nhận biết bởi mái tóc hoe đỏ bên dưới chiếc mũ cát quân nhân. Lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng sẽ là một lễ hội của tàu thuyền trên sông Thames và màn biểu diễn ánh sáng của hơn 2.000 đèn pha trên toàn quốc trong dịp nghỉ lễ 4 ngày bắt đầu từ ngày 2 tháng 6. Lego nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị này sẽ được trưng bày cho công chúng xem cho đến ngày 10 tháng 6. Sau đó, Lego sẽ được đưa ra bán đấu giá từ thiện. Và kính thưa quý vị, tin từ Tokyo, chim cánh cụt trốn khỏi công viên biển bị tóm sau 82 ngày sống tự do ở vịnh Tokyo. Sau 82 ngày sống tự do, một lần nữa, nàng chim cánh cụt nổi tiếng nhất ở Nhật Bản lại thấy mình trong cảnh giam cầm. Hồi tháng 3, con chim độc đáo đã ranh mãnh trốn khỏi công viên biển thủ đô Nhật Bản, bao quanh bởi các bức tường cao 2 thước. Cư dân Nam Cực yêu tự do này
vào tối thứ Năm đã bị phát hiện phía dưới một cây cầu bắc qua sông Edogawa ở thủ đô Nhật Bản. Như tin đưa của các phương tiện truyền thông, người dân nhìn thấy con chim lạ đã gọi cho công viên biển. Sau đó, chim cánh cụt bị bắt trở lại. Chuyên viên thú y gia cầm đã khám và nói rằng cô nàng đào tẩu khá mạnh khỏe và ăn no, chỉ rụng mất vài cái lông. Ban quản trị công viên biển không thể hiểu làm thế nào mà cái đào tẩu có thể vượt qua bức tường cao và vô số hàng rào cản trở. Các chuyên viên động vật học đã lo ngại rằng sau khi trốn ra ngoài, nàng chim cánh cụt sẽ không sống nổi vì môi trường ở Tokyo hoàn toàn chẳng có gì giống với vùng Nam Cực thân thuộc của giống chim này. Tuy nhiên, vào tháng 3, người ta nhận thấy kẻ chạy trốn đang bơi lội thoải mái trong con sông của thành phố. Đến tháng 5, hai lần thoáng thấy con chim cánh cụt đơn độc trong vùng nước vịnh Tokyo, nơi rõ ràng là nó dễ dàng kiếm được thức ăn. Bây giờ, chim cánh cụt vượt ngục hẳn sẽ thành ngôi sao trong công viên biển và mọi người hy vọng rằng sẽ không tái diễn cuộc đào tẩu thứ hai. Và kính thưa quý vị, tin từ Bangia, các chuyên gia Argentina đã phát hiện bộ xương hóa thạch gần như còn nguyên vẹn của loài khủng long mới đứng trên hai chân và có hai tay nhỏ xíu thuộc kỷ Jura. Theo lời của một nhà cổ sinh vật học hàng đầu cho biết, loài khủng long mới phát hiện thuộc họ Abelisaurus gồm các loài khủng long ăn thịt sống ở Nam Bán Cầu trong suốt thế kỷ phấn trắng, cách nay khoảng 70 cho đến 100 triệu năm, theo nhà cổ sinh vật học Diego Pol. Tuy nhiên, các hóa thạch mà họ tìm thấy lại có niên đại khoảng 170 triệu năm vào thời kỳ đầu của kỷ Jura. Hóa thạch mới phát hiện cho thấy đó là một loài khủng long khá giống với loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, nhưng có các cánh tay nhỏ hơn. Loài mới phát hiện được xác định có trước các loài cổ xưa nhất được biết đến thuộc họ Abelisaurus đến hơn 40 triệu năm. Không giống như các hậu duệ của nó, loài này có chiều dài 6 thước đã hoàn toàn thu nhỏ hai cánh tay của nó với móng vuốt bé xíu. Điều này cho thấy nó chỉ sử dụng hàm răng sắc để săn mồi nhằm nuôi sống mình, nhà cổ sinh vật học Diego Pol cho biết thêm. Các hóa thạch thuộc họ Abelisaurus đều được tìm thấy ở Nam Bán Cầu. Các nhà nghiên cứu cho rằng sa mạc rộng lớn ở Pangaea, siêu lục địa của trái đất trước khi trôi dạt tách ra các lục địa nhỏ đã trở thành bức tường địa lý ngăn việc các loài khủng long thuộc họ Abelisaurus di cư lên phương Bắc. Hóa thạch mới phát hiện được tìm thấy trên đồi Condor, khu vực miền Nam thuộc tỉnh Chubut, cách thủ đô Buenos Aires của Argentina khoáng 1.800 km về phía Tây Nam. Một nhóm 25 thành viên thuộc Bảo tàng Cổ sinh vật học Edigio Fugurio ở Chubut đã phát hiện những mảng hóa thạch xương sọ và cột sống loài này trong cuộc khai quật năm 2009. Sau đó, họ buộc phải dừng cuộc khai quật để tránh mùa đông và trở lại tiếp tục công việc vào mùa hè năm sau để đào được gần như nguyên vẹn bộ xương hóa thạch của loài khủng long ăn thịt này. Thông tin chi tiết của phát hiện trên được trình bày trong kỷ yếu của Hội Hoàng gia London hôm thứ Tư vừa qua. Và kính thưa quý vị, tin từ Tel Aviv, nữ ca sĩ Madonna đã có mặt ở thủ đô Tel Aviv của Do Thái thực hiện buổi biểu diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn của mình. Chuyến lưu diễn có tên MDNA nhằm quảng bá cho album cùng tên, album thu âm thứ 12 của Madonna, được phát hành tháng 3 vừa qua. Chuyến lưu diễn gồm 84 buổi biểu diễn tại quốc gia châu Âu và châu Mỹ. Madonna chọn Do Thái là điểm đến đầu tiên vì cô có những tình cảm đặc biệt với đất nước, con người và rất được quý mến tại đây. Và kính thưa quý vị, tin từ Cannes, một trong những điểm nổi bật của Đại hội Điện ảnh Cannes năm nay là sự nổi lên của điện ảnh Trung Quốc trên thị trường phim ảnh thế giới và trọng tâm tập trung vào sự phối hợp sản xuất giữa Trung Quốc và các hãng sản xuất phim hàng đầu thế giới như Hollywood nhằm thu hút hơn nữa khán giả yêu thích phim ảnh của Trung Quốc. Ông Bruno Wu, người đứng đầu một hãng sản xuất phim hàng đầu Trung Quốc, đã bay đến thành phố Cannes, Pháp Quốc để tham gia các cuộc họp với các hãng làm phim lớn nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác sản xuất phim cũng như các dự án cơ sở hạ tầng lớn được coi là Chinawood. Thông qua các bộ phim được trình chiếu tại Đại hội Điện ảnh uy tín nhất thế giới, những bộ phim đã được bán, Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền điện ảnh thế giới. Thị trường phim Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ. Dự kiến trong năm nay, Trung Quốc sẽ trở thành một thị trường phim lớn thứ hai trên thế giới. Năm 2015, doanh thu của thị trường phim ảnh Trung Quốc sẽ đạt được gần 5 tỷ Mỹ Kim và cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan, doanh thu của thị trường phim Đông Á sẽ đạt 10 tỷ Mỹ Kim. Trong tương lai, quy mô của thị trường phim này sẽ bằng với thị trường Bắc Mỹ, Hoa Kỳ và Canada hợp lại.
cùng với việc tập đoàn Wanda Group của Trung Quốc sẵn sàng trở thành tập đoàn nhà hát lớn nhất thế giới sau khi mua lại hệ thống rạp chiếu phim AMC Entertainment của Hoa Kỳ với giá là 2 tỷ 600 triệu Mỹ Kim và nhiều bộ phim vĩ đại do Trung Quốc tài trợ, quốc gia đông dân nhất thế giới có vẻ sẽ gây ảnh hưởng lớn so với Hollywood. Đại hội điện ảnh Cannes là một trong những liên hoan phim có uy tín nhất thế giới, được tổ chức lần đầu từ ngày 20 tháng 9 cho đến ngày 5 tháng 10 năm 1946 tại thành phố nghỉ mát Cannes nằm phía nam của Pháp Quốc. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau. Xin kính chúc quý vị một ngày thật vui vẻ và nhiều sức khỏe.